ngọc châu của Lấy Buông cúng cho chúng tôi, xin ông giao ra. Chú chùa bèn đáp, ngọc ấy là họ cúng ta, nếu các người muốn chiếm lấy thì ta chỉ có phẫn dơ ban cho thôi. Còn nữa, nếu bây giờ mà các người không cúng xéo cho lẹ thì ta sẽ chặt tay chân các người quăng vào hầm phẫn. Chư tăng nghĩ tội nghiệp ông này ngu si nên im lặng bỏ đi. Vì tội ác ấy mà đời nay chủ chùa kia phải đọa làm con dòi khổng lồ sống trong hầm phân này, sao còn phải vào địa ngục chịu vô lượng khổ. Giải thích: thiện hay ác đều có quả báo, ngay cả tà niệm vừa khởi thôi cũng có báo, huống chi trụ trì này còn thốt lời ác ngông cuồng. Đã đối bậy như thế mà không biết lỗi sám hối sửa sai, nên sau khi chết rồi, lời ác rủa người lại trổ ngay trên thân mình. Sẵn đây tôi xin kể một câu chuyện. Bệnh này do đâu? Có một nữ sĩ tại đạo tràng bên Mỹ, tuổi hơn 40, bỗng bị bệnh mắt, chẳng bao lâu thì mù. Cô hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu? Quả Lâm hỏi: cô hay ăn mắt dê, bò, cá, gà, vịt, nghĩa là rất ưa ăn mắt loài vật, có phải vậy không? Đúng thế, vì ba tôi nói thì lực con quá kém, cần phải ăn nhiều mắt loại vật. Quả Lâm lại hỏi, lúc cô tức giận gây cãi cùng chồng, có phải thường hay nói, tôi đúng là mắt mù nên mới lấy loài người như anh? Cô nghe vậy, cười nước mắt bảo, lúc đó tại tôi giận quá nên mới nói như thế, chứ chẳng phải là thật lòng. Chỉ nói như vậy mà cũng bị báo ứng hay sao? Lời nói dù thốt ra tùy tiện cũng phát xuất từ tâm mà, hơn nữa nội dung chứa đầy ác ý xúc phạm, gây tổn thương người. Mỗi lần cãi nhau xong, dù làm lành rồi, có phải cô vẫn chưa từng hướng về chồng xin lỗi hoặc thú nhận mình sai bằng mấy câu tạ lỗi như em thật không đúng, xin anh tha thứ? Cô gật đầu. Quả Lâm nói, nếu như do cô tức giận mà nói bậy rồi sau đó biết ăn năn sám lỗi thì tội này không đến nỗi nặng nề như thế, và có lẽ không đến mức giờ đây phải bị mất ánh sáng. Cô hỏi, vậy mắt tôi còn có thể hồi phục chăng? Điều này phải xem cô có thật sự chân thành sám hối hay chăng, chẳng phải cô vẫn còn ăn thịt chúng sinh hay sao? Cô nói, nhưng tôi ăn tam tịnh nhục mà. Quả Lâm bảo, đây chỉ là phương tiện, Phật tạm quá độ người sơ cơ, chưa thể ngay trong một lần dứt trừ ăn mặn được. Nhưng thực tế thì ăn thịt chính là sát sinh. Cái quan niệm ăn gì bổ nấy chính là tà thuyết cực kỳ sai lầm. Nếu muốn mắt sáng lại, cần phải dứt tuyệt đồ mặn, bao gồm cả trứng, và nguyện ăn chay trường. Nếu cô hiểu được loài vật bị giết ăn đau đớn thống khổ thế nào, thì phải lo mà phóng sinh cho nhiều vào. Tụng kinh niệm Phật không phải để cầu mạnh khỏe cho mình, bởi vì bị mù là quả báo tội lỗi của cô. Phải vì những chúng sinh cô ăn giết mà niệm Phật, tụng kinh giúp chúng lìa khổ được vui. Nếu chúng được cầu siêu, mở lòng tha thứ cho cô và chuyển sinh vào thiện đạo rồi, thì tự nhiên thị lực cô sẽ phục hồi. Nhãn căn cô vốn không bị hư, chỉ là do nghiệp lực ngăn che thị lực mà thôi. Cô vui mừng tiếp thọ. Bất kể bạn tin Phật hay không, dù là người xuất gia hay thế tục, thì nhân quả báo ứng không sai mảy may, như bóng theo hình. Cho nên chúng ta thờ Phật, không những miệng thường niệm Phật, mà cần phải chú trọng đến tâm ý. Nghĩa là trong tâm, lúc nào cũng phải có Phật. Vậy mới là quản tâm giỏi, không để nó chạy bậy. Mỗi một niệm trong tâm đều phải tương ưng cùng tri kiến Phật, vì chữ Phật là giác ngộ. Phật dạy thế nào, hãy làm theo thế ấy, bởi minh lý không nên làm sai. Nhưng ngoài những lúc niệm Phật ra, vẫn phải luôn tu, nghĩa là mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ tâm, chẳng khởi tà niệm. Mà chẳng giấy tà niệm tức là Phật niệm. Minh bạch đạo lý này rồi thì tinh tấn trì giới tu hành, niệm niệm giác ngộ, ngôn hành đúng pháp, tức là khai ngộ. Khai ngộ không phải khai mở thiên nhãn thiên nhĩ, mà chỉ là khởi đầu từ chẳng tin Phật thành tin Phật. Đây là tầng khai ngộ đầu tiên. Tiếp theo bắt đầu phát nguyện giữ giới, đó là tầng khai ngộ thứ hai. Tiến đến chịu tu lục độ vạn hạnh là tầng khai ngộ thứ ba.
cho tới chứng sơ quả, nhị quả, tứ quả, thậm chí đạt nhất địa, thập địa Bồ Tát, cho đến thành Phật, tính ra có vô số tầng khai ngộ. Ác do tâm khởi, thiện từ tâm sinh. Nếu không khiến tâm dừng ác hướng thiện, không nhiếp phục được tâm, thì dù có tu pháp gì, có bái ai làm thầy, cũng không ra khỏi tam giới. Sám văn. Ngài Mục Liên thấy một kẻ có cái lưỡi rất to dài bị đóng đinh, bị lửa đốt cháy hừng hực, chịu khổ suốt ngày đêm. Bèn hỏi Phật: "Y tội gì mà chịu khổ như vậy?" Phật đáp: "Người này xưa kia là chủ chùa, đối với các thầy tỳ kheo, dù là thường trú hay khách, ông đều mắng nhiếc xua đuổi, không cho ăn uống, không chia đồ cúng dường bình đẳng. Vì nhân ấy nên bị như vậy." Giải thích: tín chúng cúng chùa bất kỳ vật gì đều là cúng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Dù là tăng thường trú hay khách đến thì vẫn là tu sĩ, đều có quyền thọ dụng của cúng dường. Nếu xử tệ sẽ bị quả báo đáng sợ. Sám văn. Có một con cá lớn có trăm đầu bị sa vào lưới. Thế Tôn thấy vậy bèn dập định từ tâm tam muội gọi con cá kia. Cá liền ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi cá: "Mẹ ngươi ở đâu?" "Mẹ tôi làm con dòi trong nhà xí." Phật bảo các tỳ kheo: "Lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá lớn này làm gì tam tạng? Tỳ kheo do ác khẩu nên bị quả báo nhiều đầu. Còn mẹ ông do tọa hưởng lợi dưỡng do ông chu cấp nên bị đọa làm con dòi trong cầu tiêu." Phật giải thích: "Mắc phải báo này là do tội ác khẩu, nói lời thô, bịa đặt đâm thọc, làm cho hai bên tranh đấu hỗn loạn. Sau khi chết rồi thì vào địa ngục, bị quỷ sứ đun đỏ khí cụ hành hình để ủi cái lưỡi người có tội. Rồi đun đốt đỏ rực cái móc sắt. Móc này có ba mũi nhọn bén như dao. Dùng đoạn lưỡi của tội nhân và kéo dài lưỡi ra cho trâu cày. Quỷ còn đốt đỏ chài sắt vọng vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, đền tội xong mới ra khỏi địa ngục, xin làm loài chim. Nếu ác khẩu mạng người, tương lai sẽ bị quả báo có nhiều đầu như rắn hai đầu, dê hai đầu, vân vân." Giải thích: "Dù tinh thông tam tạng, nhưng nếu phạm lỗi ác khẩu thì cũng xem là không giữ giới luật. Mà không giữ giới thì chẳng phải đệ tử Phật, chỉ là kẻ mượn danh Phật sống bôi nhọ đạo pháp. Tội này lớn không thể nghĩ, bởi một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, ăn mà không tu thì phải mang lông đội sừng đền trả. Thế nên bản thân vị này đã thọ nhận của tính thí nan tiêu, lại còn đem vật chất thuộc của Tam Bảo về cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân, vậy làm sao mà tiêu được hết? Vì vậy mẫu thân ông chết rồi phải làm dòi trong nhà xí, thực rất đáng thương. Đây là lời Phật, ai dám không tin?" Theo như tôi biết, hiện tại có những người xuất gia tự tiện đem tài vật của chùa về nhà làm của riêng, thậm chí mỗi tháng đều chuyển tiền về tư gia, tự biến của Tam Bảo thành tài sản riêng nhà mình. Nếu không mau sám hối sửa lỗi, tương lai ác báo họ phải thọ có thể đoán biết được. Phật nói những người thốt lời thô lỗ, ác ngôn xú ngữ, thêu dệt, ưa đơm đặt chuyện thị phi, chết rồi phải vào địa ngục thọ báo. Chúng ta thường phạm lỗi ác khẩu đâm thọc, nếu không nhanh chóng sám hối còn đợi đến bao giờ? Những câu chửi thề thô tục đầy ác ý dơ bẩn tuyệt không nên thốt ra từ miệng mình. Người mà miệng nói lời xú quế hay mắng người dễ bị bệnh miệng lưỡi lở loét, nghĩa là những chứng bệnh liên quan đến khẩu nghiệp. Những ai mắc bệnh này chữa mãi không lành, có thể đến trước Phật phát nguyện: "Từ nay về sau, con thề giết tuyệt, không ác khẩu hại người, và tụng ba bộ kinh Địa Tạng thì lành. Hàng ngày nên uống ba chén nước chú Đại Bi sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng từ đây về sau tuyệt đối không được mắng người, phải luôn giữ khẩu đức. Nếu phạm tội ác khẩu hay nói chữ tục tiểu sẽ bị bướu cổ, bướu miệng." Chúng ta đã nghe kinh dài, hiểu cách lìa khổ được vui. Nếu không mau sửa lỗi ăn năn, còn đợi khi nào? Phật nhắc nhở: mỗi ngày trôi qua, mạng sống tổn giảm như cá ít nước, nào có gì vui, nên phải tinh tấn
như cứu lửa cháy đầu. Trước đây Phật từng tiên đoán vào thời mạt pháp tà thuyết hoành hành sẽ có nhiều người súng nhau công kích lý nhân quả Phật thuyết. Trong đây có cả những vị thuộc nội bộ Phật giáo, họ có thể là giảng sư học vấn cao nhưng lại tự ý chế đặt lý luận theo chủ kiến riêng, lập thuyết bội ngược với giáo lý Phật và còn trích dẫn kinh điển do họ khảo chứng để chỉ trích Phật giáo và công khai tuyên bố rằng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và các kinh điển Tịnh Độ Mật Tông thể đều là ngụy kinh. Khi họ lập luận tuyên bố như thế chính là tự tạo tội vào địa ngục cắt lưỡi, sẽ thọ khổ vô cùng. Sám dân, tội phước tuy khác nhau nhưng cũng phải đợi kỳ trả báo. Mong mọi người đều sáng suốt, tin và không sinh tâm nghi. Giải thích: từ vô thỉ đến nay, chúng ta ở trong tam giới, tâm tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ, hưng thịnh, khó điều phục. Thế nên, vừa ra khỏi thai trâu, bò, lừa, thì vào bụng ngựa, xuống địa ngục, chẳng biết bao nhiêu lần. Đời này không biết lỗi xưa, quên sạch những khổ đau từng chịu trong ác đạo. Phật giảng đủ loại cảnh trạng trong địa ngục ra, khiến người nghe kinh tâm tán đởm. Chẳng ai chịu nghĩ đến giây phút vong thân mình sẽ như thế nào. Phàm phu ngu si sống tại nhân gian, trong khổ cho là vui, nào chịu tin địa ngục là có thực. Mà trên đời nào có ai đi địa ngục tận mắt chứng kiến cảnh chúng sinh thọ khổ ở đó rồi về nhân gian kể cho nhau nghe đâu. Mà dù có người nói, giảng hay kể ra thì phàm phu cũng không thể tin, bởi họ nói phải tận mắt chứng kiến mới nhìn nhận đấy là có thực. Vậy có lục đạo hay không? Từ mấy ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã tả cảnh địa ngục với đủ loại khổ hình. Rốt cuộc thì có hay không? Trước tiên, ta chẳng cần quản đến, mà hãy chú ý đến cảnh thế gian trước đã. Ai từng vào bệnh viện cũng đều biết thảm cảnh khổ đau, rên la, kêu gào. Còn trong phòng phẫu thuật, có người đang bị cắt mổ, thay đổi bộ phận nào đó. Kẻ bị axit hại khuyết tay chân, thêu rụi mặt mày. Đây chẳng phải là địa ngục nhân gian hay sao? Vào chốn này, không những bị thu phí rất cao, mà có nhiều nơi còn phải o bế, lo thủ sẵn phong bì hậu hĩnh để biếu tặng các vị chủ mổ, chủ sự, chủ hộ lý. Nếu không sẽ bị khổ nhiều vì bệnh hành, thậm chí sẽ mất mạng. Những người thọ tội này, họ hoàn toàn chẳng biết đây là quả báo do ác nghiệp sát sinh ăn thịt mà ra. Nhìn theo lý nhân quả, thì bệnh phải mổ xẻ, tốn tiền, cũng là nghiệp. Nhưng bởi do không hiểu Phật Pháp, đến lúc ẩm thực, thân nhân lại tiếp tục đem đến nào là thịt quay, gà rán, cá hầm, vân vân để cho họ tạo nghiệp tiếp. Bởi vì do muốn dùng thay loài vật tẩm bổ xác thân mình, nên họ không biết lúc nào thân thể sẽ được an. Khi mà một dòng ác nghiệp mới tạo lại bắt đầu, rồi thì chẳng bao lâu có thể họ sẽ tiếp tục vào phòng mổ nữa để bị cắt xẻ, chẩn trị, và có thể cũng không còn cơ hội quay về nhà, bởi không ai dám bảo đảm chuyện này. Chẳng phải trước khi mổ, bác sĩ luôn buộc người nhà phải viết giấy cam kết hay sao? Do không tin nhân quả, nên họ thật đáng thương và cũng không biết làm sao để thoát khổ. Tôi dùng loài heo trong cõi súc sinh để thí dụ. Heo sống trong chuồng hiện đại quá rất ít. Đa số chúng được công dân nuôi trong chuồng thô sơ, cho ăn cám bã hư thiêu. Thậm chí, lúc heo kiếm ăn cũng vẫn ăn đồ cặn bã. Còn gì tranh ăn mà cắn xé nhau. Và trong lúc ăn uống, nó còn phát ra âm thanh ột ột, lộ vẻ say sưa ngây ngất, tâm mãn ý thỏa. Ăn no rồi thì nằm tại chỗ dơ, bài tiết trong chuồng mà ngủ say. Giống như đang ở nơi sướng khoái, vô tư lự,
thanh bình an vui. Đến khi thức dậy, heo đực heo cái còn lao vào luyến ái, bận rộn gieo giống sinh sản, truyền tông nối dõi. Heo không biết lúc nào mình chết đi và cách chết ra sao, càng không biết chết rồi thân thể, thịt da máu huyết, nội tạng đều bị con người biến thành thức ăn ngon. Heo sống trong trại nuôi hiện đại quá, dù sinh hoạt tương đối được cải thiện, nhưng thực tế vẫn rất đáng thương, vì chỉ sống tạm trong thời gian ngắn, còn bị dưỡng nuôi bằng hóa chất và kích thích tố, khiến thân chống trưởng thành, phát dục mau, chỉ trong mấy tháng là bị đưa đến lò mổ. Đối với những loài vật bị giết, chẳng phải lò mổ, và nhà bếp của người ăn mặn rất giống với cảnh địa ngục Phật vừa mô tả hay sao? Bạn đừng nghĩ đến loài vật chết rồi sẽ hết thống khổ. Phải hiểu rằng, sau khi bị giết, thần thức nó vẫn còn đeo theo thi thể, lưu luyến hình hài, bởi nó cũng chấp. Đây chính là thân nó mà. Vì vậy, khi chúng ta đem xác nó cắt, xẻ, băm, chặt, nghĩa là nó nếm mùi vào núi đao xong thì phải vào chảo dầu, đau đớn tột cùng. Lúc ấy nó cắn răng ôm căm hờn, nhưng lại vô năng bất lực, không thể phản kháng. Xét ra mức độ thống khổ của thần thức nó phải chịu còn mãnh liệt hơn cơn đau thân xác rất nhiều. Kho thịt nướng cá cho thỏa thèm, nào biết vật chết không cam tâm, hồn sẽ gá vào trên thân bạn, sớm muộn gì cũng đòi nợ thôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2007, Thời báo Sinh mệnh nổi tiếng trong nước đã đăng hàng tiết Phong trào ăn chay hưng khởi toàn cầu, do các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng thuộc Đại học Mỹ Quốc biên giải như sau. Nếu lấy loài vật làm thức ăn, sẽ phát sinh các bệnh mãn tính như béo phì, tim, ung bướu, v.v. Còn ăn thực vật thì sẽ rất mạnh khỏe, còn có được khả năng đề kháng, ngăn ngừa và khống chế bệnh tật. Suy ra, ăn chay chính là ẩm thực lựa chọn đúng đắn nhất của nhân loại. Hãy quan sát các loài bò, dê, chim. Chúng dùng thức ăn là thảo mộc. Nói theo quan niệm dinh dưỡng của con người thì quá đơn giản và thiếu chất bổ. Thế nhưng, chúng vẫn có thể lớn mạnh, cường tráng. Trừ gặp phải ôn dịch hay bị người giết ra, hầu như chúng không có bệnh gì. Mấy năm trước, các báo đăng bò Anh Quốc bị điên, chẳng phải nguyên nhân là do thức chăn nuôi chúng bị trộn bột thịt nên mới dẫn đến thảm cảnh này hay sao? Lại nữa, con người và bò, dê, ngựa, vân vân, răng đều bằng so với loài ăn thịt như hổ, báo, sói lang, hoàn toàn khác. Hai từ thức ăn, chữ Hán đều có bộ thảo trên đầu là biểu trưng cho thực vật. Người ta ưa nên mới xếp chúng vào hàng thức ăn, nhưng chúng ta lại cho thảo mộc là không đủ dinh dưỡng. Vậy mà chúng có thể nuôi trâu, bò, ngựa, vân vân, sống mạnh khỏe. Con người chúng ta tự hào là thông minh, sao không thử động não, ngẫm suy vấn đề này? Hãy nghĩ xem, trong y viện, những người vào đó bị phẫu thuật, có bao nhiêu người ăn chay? Có phải do số người này vì ăn chay mà bị bệnh chăng? Tại sao người ăn thịt xem như có đầy đủ dinh dưỡng lại thường bị bệnh nặng? Nhìn xem, loài heo sống trong hoàn cảnh tệ lậu, ăn toàn đồ dơ cặn bã, chúng không cho là khổ mà còn yêu đời hoan hỷ. Số phận chúng bao giờ chết tùy thuộc vào quyết định của chủ nhân. Còn chúng ta ăn thịt không phải là dùng thi thể động vật tanh hôi hay sao? Ta ướp vào đó các chất gia vị để che lấp mùi tanh thúi, hồng biến thi thể thành mỹ vị. Người chết rồi, thân xác gọi là thi thể. Thế, bò, dê, heo, chó, gà, vịt, vân vân. Chết rồi, không phải cũng là thi thể hay sao? Thịt chúng và thịt người có gì khác nhau? Đều là thịt thay chết. Lẽ nào không phải như thế?
bởi thân con người cũng giống như vật, đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, đều có ngũ tạng, lục phủ, đều có nỗi niềm tham sống sợ chết hệt nhau. Chỉ vì thọ quả báo bất đồng nên hình thể, ngôn ngữ khác nhau thôi. Nhưng nếu khuyên người hãy dứt sát sanh ăn chay, quả thật khó như lên trời. Dù là người rất thông minh, cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ chết. Thực ra con người ta thường thọ hay đoản mệnh, sống hạnh phúc hay đau khổ đều có quan hệ trực tiếp đến chuyện giết chóc, ăn thịt chúng sinh. Những người ăn thịt, hằng ngày đời sống họ như ở trong nhà lửa mà họ không biết. Bởi vì hằng ngày, khẩu phần họ toàn tăng thêm nhiều thần thức những chúng sinh bị giết ăn. Nên âm hồn chúng cứ quẩn quanh, đeo quấn lấy họ, chờ dịp báo oán. Thậm chí, chúng còn giá nhập vào trong thân thể, khiến họ thường sinh bệnh, nổi cáo, phát khùng. Họ giống như kẻ ở trong căn nhà, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn chẳng biết giải thoát ra. Vậy có đáng thương, đáng lo hay không? Những lời tôi nói đây quá lạ, quá khó tin và khó tiếp thu. Nhưng tôi vẫn mong các độc giả có thể đích thân tự thực nghiệm một lần. Vì những gì Phật Thích Ca tuyên giảng, mỗi câu đều là chân lý, trong thực tế đã được biết bao người thể nghiệm. Nếu không ngại, xin bạn hãy thử bỏ mặn, ăn chay một lần xem. Chỉ ăn khoảng 15 ngày thôi, tôi chẳng dám nói một tháng vì sợ bạn không kiên trì thực hiện nổi. Còn nữa, trong thời gian bạn ăn chay đó, hằng ngày nên ráng tụng một bộ kinh Địa Tạng, cầu cho những con vật bạn đã từng ăn, giết qua. Lúc tụng kinh, nếu tâm tán loạn thì phải kéo về ngay, lo nhiếp tâm trì tụng. Nếu làm được như thế, nhất định sẽ thấy hiệu quả. Bạn sẽ lìa khổ được vui, giống như dựng sào là thấy bóng liền, vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm chí thành, có lẽ vừa tụng một bộ kinh là bạn đã thấy có cảm hứng. Song nếu lúc tụng kinh bạn không thể khắc phục tâm tán loạn, thì trong nửa tháng dù không thấy có kết quả rõ ràng, nhưng bạn đã cùng Phật kết thiện duyên thâm sâu. Lâu ngày ắt bạn sẽ thể hội được điều hay và không còn bị bất kỳ tổn hại nào. Bất kể là niệm Phật hay tụng kinh, chỉ cần bạn hành trì thì công phu xem như không luống uổng, phút kia chẳng hề tiêu mất. Sám văn. Phật bảo A Nan: Nếu chúng sinh nào giết cha hại mẹ, làm nhục sáu dòng bà con, người ấy sau khi mạng chung vào địa ngục vô gián chịu đủ thống khổ. Giải thích: trong nhiều kinh Phật thuyết đều xếp tội giết cha mẹ là hàng đầu trong ngũ nghịch, đủ chứng minh tầm quan trọng của tính hiếu thuận. Có thể nói thế này: nếu như không hiếu thuận thường khiến cha mẹ tức giận, chưa kể đến việc ngược đãi, đánh mắng, giết hại cha mẹ, thì người này có thể gặp tai họa bất ngờ, toi mạng ngoài ý muốn. Đây chính là tai họa thiên địa sát báo. Cho nên người muốn học Phật, trước phải học làm người. Muốn làm người, trước phải hiếu thuận cha mẹ. Kết hôn rồi thì phải hiếu thuận cha mẹ đôi bên. Không hiếu thì cho dù bạn niệm Phật có được trời rải qua tán thán, cũng khó thể xuất tam giới. Làm người phải chánh, làm con phải hiếu, làm học sinh phải siêng năng, làm nữ hay nam đều phải đoan chính, an định. Hành được bốn điểm này, cả đời bạn sẽ tâm muốn diệt thành. Sám văn. Lại có chúng sinh phá cấm giới của Phật, vĩ bán tam bảo, ôm tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ Bát Nhã, khinh chê mười phương Phật, trộm cắp của pháp, uổng ăn của tín thí, làm việc ô uế dâm tà bất tịnh, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo nhiều điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung, bị báo phong đao xẻ thân,
nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Những kẻ này đọa vào địa ngục A Tỳ 84.000 đại kiếp. Người phạm lỗi quỷ bán các kinh đại thừa, tạo đủ tội ngũ nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành sẽ phải chịu đủ hình phạt nặng nề. Giải thích: kẻ phá hoại giới luật, không tu hành tốt, uổng thọ của tính thí cúng dường, kẻ dùng tà kiến phỉ bán chánh pháp, không hiểu nhân quả, truyền dạy sai khiến người mất đi cơ hội học kinh Phật khai mở trí tuệ, kẻ phá hoại Phật, pháp, tăng, trộm kinh, pháp vật của Phật giáo, kẻ tạo đủ hạnh bất tịnh ô uế, không ăn năn xấu hổ, thảy đều sẽ vào địa ngục vô gián thọ khổ. Tôi xin kể câu chuyện có thực, xảy ra vào năm 2003. Mặc dù lúc đó tại hiện trường có nhiều người chứng kiến và biết rất rõ việc này, nhưng tôi vẫn xin giấu đi tên họ, địa điểm, chỉ dùng quá danh thôi. Tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác, nếu đã làm thầy thì không nên hướng dẫn sai. Sư Chân Huệ. Một hôm, Lưu cư sĩ gọi điện thoại tới, báo tin là tại chùa X có ni trụ trì Chân Huệ. Hiện con gái, con rể của bà đang nháo nhào tìm kiếm hòa thượng diệu pháp. Vị tăng phi phàm trong sách Báo Ứng Hiện Đời mô tả. Nhưng tìm không ra, phần ni Chân Huệ thì nhất quyết tuyệt thực đã 3 ngày nay rồi. Lưu cư sĩ kể rõ nguồn cơn. Số là hôm nọ, ni Chân Huệ bỗng cảm thấy ngũ tạng rất khó chịu, đi bệnh viện khám cũng không tìm ra bệnh. Tình cờ lúc đó có một đệ tử đưa bà cuốn Báo Ứng Hiện Đời, nói là của một nữ cư sĩ tặng, xin mời sư xem. Sư Chân Huệ bảo: thân tôi đang bệnh đau, còn sức khỏe đâu mà đọc, thôi thì các ngươi hãy tự mình xem đi. Bà vừa dứt lời thì bỗng nghe trong bụng mình có một giọng nói nghiêm khắc vang lên bảo: ngươi không đọc được thì kêu đồ đệ đọc cho mà nghe. Ni Chân Huệ vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, vội hỏi: là ai đấy? Sao có thể ở trong bụng của tôi? Âm thanh kia nghiêm nghị bảo: không được hỏi gì khác, hãy mau kêu đệ tử đọc cho nghe đi. Thế là Ni Chân Huệ vội ra lệnh cho đệ tử đọc. Họ bắt đầu từ bài đầu tiên. Nguyên nhân tôi đến với đạo. Cho tới khi đọc xong bài Nước Tràn Kim Sơn Tự và đang chuẩn bị đọc sang bài kế tiếp, thì giọng nói trong bụng Ni bỗng vang lên: yêu cầu họ đọc lại bài Nước Tràn Kim Sơn Tự lần nữa. Rồi cứ thế bắt họ phải đọc bài này tới lui ngót mấy lần. Ni Chân Huệ hỏi: sao cứ bắt đọc mãi bài này? Âm thanh ấy đáp: ta không những kêu ngươi đọc bài này mà còn muốn ngươi tìm hòa thượng diệu pháp cho ta nữa. Ni Chân Huệ đáp: tôi xuất gia đã 9 năm, cũng quen rất nhiều người ở Ngũ Đài Sơn, nhưng chưa từng nghe nói là có hòa thượng diệu pháp ở đó. Âm thanh trong bụng lại bảo: nếu Ngũ Đài Sơn không có, thì sao ngươi chẳng về cố hương Thiên Tân của mình để tìm? Thế là Ni Chân Huệ bèn về nhà nhờ con gái, nhưng con gái báo tin đã cố hết sức mà vẫn không tìm ra hòa thượng diệu pháp. Ngay lúc này, dị nhân trong thân bà không ngừng hành hạ, làm bụng bà phình to. Bà thầm nghĩ: tìm không ra hòa thượng diệu pháp ắt là khổ, chi bằng ta chết quách cho xong. Thế là bà bắt đầu tuyệt thực. Vợ chồng con cái thấy vậy hoảng hồn, bèn cầu cứu các cư sĩ khắp nơi, xin hãy hỗ trợ họ tìm hòa thượng diệu pháp giùm. Bởi vì lúc đó có rất nhiều người chẳng hay biết rằng tôi đã từng tuyên bố chuyện là có thực, nhưng tên tạm đặt, không nên tìm tung tích hòa thượng diệu pháp nữa. Do vậy mà thiên hạ thường lên Ngũ Đài Sơn tìm hòa thượng. Nhân đó phát sinh ra tệ cảnh, một số người xuất gia tham tài,
và những kẻ ưa gạt lường thừa dịp mạo danh, xúm nhau xưng là hòa thượng diệu pháp để được tín đồ dâng cúng tiền tài. Do Ni Chân Huệ quá khổ, tôi buộc phải xuất hiện thay ngài và bảo các cư sĩ rằng: Hòa thượng diệu pháp trong sách chỉ là tên tạm đặt, diệu pháp là Phật pháp, vì Phật pháp chính là diệu pháp. Hàm ý, người tu nên tuân theo tôn chỉ Phật pháp. Mọi người phải trì giới minh lý, tự tịnh tâm ý, không nên ngoài tâm cầu pháp. Có lẽ Phật và Bồ Tát sớm đã an bài, sắp xếp cả rồi, nên con gái Ni Chân Huệ được giáo sư một đại học nọ sốt sắng giúp đỡ và hẹn là hôm sau sẽ dẫn họ đến gặp tôi. Nghe vậy, Ni Chân Huệ rất mừng. Âm thanh trong bụng bà cũng truyền lệnh: Xin bà thỉnh gấp tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương, thay ông cúng dường ngài quả khanh dùm. Lúc đó đã 4-5 giờ chiều. Khi con trai con rể bà ra tiệm thì tiệm đã đóng cửa. Họ về nhà kể lại tình hình, thấy bụng bà lại phình trướng lên, Ni Chân Huệ vội la to: Xin ngài đừng hành khổ tôi nữa. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ sai chúng nó đi thỉnh tượng ngay. Thế là bụng bà xẹp lại bình thường. Hôm sau, lúc 9 giờ, tôi và Lưu cư sĩ đến chỗ hẹn để gặp họ, thì thấy sư Chân Huệ và các đệ tử tăng tục của bà đã ở đó đợi sẵn. Chào hỏi xong thì tất cả cùng ngồi xuống. Tôi mới nói với sư Chân Huệ mấy câu thì Lưu cư sĩ bỗng thì thầm vào tai tôi: Có thể trên thân Ni Chân Huệ là một con đại mãng xà. Bà Lưu nói đúng, vì đầu rắn đang lắc lư phát tín hiệu, hiển lộ tướng mạo rõ ràng. Tôi hỏi Ni Chân Huệ: Bà tu pháp môn gì? Sư đáp: Vốn là thiền tịnh song tu. Sau đó tôi xem băng đĩa, bèn đổi sang kiểu tu, chỉ niệm một câu Phật, xem một bộ kinh thôi. Và thấy rằng khi mình niệm danh hiệu Phật chỉ có 4 chữ thì cảm giác phi thường tốt. Tôi hỏi sư Chân Huệ: Nếu bà nhất quyết cho rằng tu theo thuyết chỉ niệm một câu Phật, xem một bộ kinh thôi là đủ để độ người liễu sinh thoát tử, vậy thì Phật giảng nhiều kinh để làm gì? Bắt mọi người phải đọc và học bao nhiêu kinh đó, chẳng phải là làm lãng phí thời gian và cuộc sống của họ hay sao? Khác nào ngầm cho rằng Phật chẳng biết đến chuyện, chỉ xem một bộ kinh, niệm một câu Phật thôi là đủ để cứu chúng sinh thoát khổ. Thế thì người tung ra thuyết này có trí huệ cao hơn Phật ư? Còn nữa, từ Phật giáo truyền vào Trung Quốc, lịch đại cao tăng đều dạy chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. Đều dạy chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô có nghĩa là quy y. Vì sao lại bác bỏ loại chữ Nam Mô ra, không cần niệm nữa? Bà thân là sư phụ, lại dạy người chỉ cần niệm 4 từ A-di-đà Phật thôi. Vậy có nghĩa là những gì lịch đại tổ sư truyền dạy từ xưa đến giờ thảy đều sai cả. Xin hỏi, bà xuất gia 9 năm rồi, tại sao chỉ vì xem một đĩa giảng thì phủ nhận hết tất cả những kiến thức trí huệ chứa trong kinh Phật mà mình đã từng theo học và tiếp thu suốt 9 năm? Bà một bề tự khởi thấy biết sai lệch, khăng khăng cố chấp, rồi nhất loạt bài trừ, phủ nhận hết bao kinh điển lẫn 84.000 pháp môn Phật giảng cho đa số, còn gạt phăng lời sư phụ dạy mình qua một bên, khiến đệ tử lầm mê theo, từ bỏ không học kinh điển, đánh mất cơ hội khai mở trí tuệ, tu trì chân chính. Bà làm vậy mà không thấy hổ thẹn ư? Bởi vì bà thay đổi pháp tu, gieo ảnh hưởng kinh động, khiến cả đám đệ tử chuyển sang tu sai lầm hết theo bà. Do chư Phật Bồ Tát từ bi, không nỡ nhìn bao người tu lạc sai theo bà,
tự hủy hoại hết bao công phu chân chánh. Vì vậy, vị gá trên thân bà chẳng phải là quỷ quái chi nhập vào đâu, mà chính là long thần hộ pháp đến giúp, bức ép bà phải tìm chúng tôi, để chúng tôi giải rõ, chỉ thẳng cho bà hiểu. Nếu như bà chịu hồi đầu, tu hành theo con đường sư phụ bà đã dạy, thì bệnh bà sẽ lành. Ni Chân Huệ nói, tôi cũng thầm biết, vị gá trên thân tôi không phải là quỷ. Bà đã biết là do hộ pháp làm ra, thế sao còn tuyệt thực? Bà không đáp. Tôi hỏi, bà có chịu quay về phương pháp tu hành chân chính trước đây để tiến lên không? Bà đồng ý. Đột nhiên, Ni Chân Huệ nói, vị hộ pháp trên thân tôi nói, ông ấy muốn ra đi, xin ngài sắp xếp giúp cho một chỗ. Tôi nói, hễ đến nơi nào thì chỗ đó tốt, còn hỏi tôi làm gì? Bỗng nhiên, tôi nhớ tới bức tượng Địa Tạng cao hơn 1 mét, mà họ mua biếu cho, đang để ở dưới lầu, liền bảo mãn xà trên thân Ni Chân Huệ rằng, tôi không đủ tư cách nhận thọ ông cúng dường, nên sẽ thay ông chuyển tôn tượng này đến cúng cho đạo tràng Trịnh Châu. Nơi ấy hiện đang thiếu tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương. Lúc này mặt Chân Huệ lộ vẻ hớn hở tươi cười, hiện sắc khinh an thư thới, đầu không còn lắc lư nữa. Trưa đó, mọi người cùng dùng cơm với nhau. Đại chúng chứng kiến cảnh vừa rồi tâm tư đều xúc động. Phật, Bồ Tát, vì cứu độ chúng sinh, vì thành tựu cho chúng sinh, nên dùng đủ phương tiện giáo hóa, giúp chúng ta không lìa chánh đạo. Ni Chân Huệ chịu hồi đầu, không những thành tựu cho mình, mà còn thành tựu cho nhiều chúng sinh. Cảm tạ chư Phật, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Lúc cáo biệt nhau, mọi người đều pháp hỷ sung mãn. Tối đó tôi về nhà, trong lúc kể lại việc này cho gia đình nghe, tôi bỗng thấy một cảnh tượng hiện ra giống như trong phim. Không có chính điện, Phật Thích Ca đang ngồi nơi tòa sen cao nhất ở giữa, chung quanh là 2 hàng thính chúng nghe pháp. Ở giữa 2 hàng chúng này có một lối đi. Ni Chân Huệ quỳ ở giữa, đang chắp tay, trên đầu bà có một vần hào quang nhỏ. Tôi ý thức được là Phật đang khai thị chúng tôi. Ni Chân Huệ là vị thực tu, có công phu, song chỉ vì nhất thời mê muội mà đi sai đường. Bỗng tôi thấy Bồ Tát Quan Thế Âm lướt về hướng Phật, đối diện với mãn xà. Ngài vẫy tay một cái, mãn xà liền tiến đến trước Phật, rồi quay sang Bồ Tát Quan Thế Âm. Bỗng mãn xà lắc mình, làm biển cả dậy sóng phát ra âm thanh rì rào. Trong chớp mắt, sóng biển tiêu tan, mãn xà cũng không còn. Chỉ thấy Bồ Tát Quan Âm đang đứng trên một con rồng. Tôi lập tức hiểu ra, con mãn xà gá trên mình Ni Chân Huệ chính là con rồng này quá hiện. Lúc đó lòng tôi thật hưng phấn. Chư Phật, Bồ Tát đối với khởi tâm động niệm của chúng sinh không gì mà chẳng rõ. Mỗi người tu hành học Phật chúng ta cần phải khéo léo biến người gây chướng cho mình thành Bồ Tát. Nếu biết xem tất cả đều là Bồ Tát, bản thân mới có thể thành tựu. Tất cả phiền não, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, vợ chồng, xóm làng, đồng sự, vân vân, nếu khéo chuyển thì biến thành Bồ Đề. Nên gọi phiền não tức Bồ Đề. Chẳng những lòng ta không chán ghét đối phương mà ngược lại còn sinh tâm cảm kích. Nghịch cảnh đến thì nhận, đa số thiên hạ thường lý luận. Người chẳng phạm ta chẳng phạm người, còn nếu phạm ta thì ta phạm lại. Nhưng giờ đây chúng ta minh lý rồi, thì dù bị người bán gây nên lỗi, ta đều nghe như uống nước cam lộ, cho tiêu dung tan nhập vào bất tư nghị. Tiêu dung nghĩa là không khởi mãi mãi sân hận, ngược lại còn sinh tâm hoan hỷ. Nếu làm được thế,
thì sự việc tốt vi diệu không thể nghĩ lường sẽ phát sinh ngay trên thân bạn. Chư Phật, Bồ Tát, thiên địa quỷ thần đều sẽ hộ trì, trợ giúp người chân tu thành tựu đạo nghiệp. Chư Phật, Bồ Tát lúc nào cũng dõi theo sự tiến bộ trưởng thành của chư đệ tử. Người chân chính tu hành mà khởi tâm động niệm, hễ vừa có chút sai, lập tức sẽ bị báo ứng ngay. Đây gọi là chư Phật, Bồ Tát luôn kịp thời gia hộ chỉnh sửa cho đệ tử, lúc nào cũng dẫn đường cho đệ tử. Vì vậy, khi bạn đóng cửa bị kẹt tai, ăn cơm nhai nhầm miệng, lưỡi, hoặc đang bước và dặn dò người nhà là chuẩn bị hầu sự cho ông, có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu Phật lý, liền dẫn vợ ông Chương tới nhà tôi thỉnh cầu giúp họ. Vừa may họ gặp hòa thượng diệu pháp ngay tại đây, bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa thượng diệu pháp nói: bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều, có phải vậy không? Vợ ông Chương đáp: dạ đúng, chồng con ưa chiên xào hầm nướng, trong làng mà có đám cưới, hỷ sự hay tang sự gì, toàn đến nhà ông làm bếp trưởng. Các người có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này, bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, còn đuôi màu xanh lá cây đậm. Toàn thân nó sáng lấp lánh, khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét, trông nó rất là hùng tráng oai vệ. Bà Chương nghe hòa thượng tả, cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống nghe một cái đùi, bà dập đầu lia lịa, lắp bắp: ôi trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào biết giết gà là có tội, năm đó mất mùa, ngày nào cũng đói, có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà của chúng con, quả thật chúng con có lén giết nó ăn, nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trơn á trời. Đây kêu là ác hữu ác báo hả? Sau này chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa, mà trong năm đói kém đó chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn, còn trộm cả hoa màu nữa. Bây giờ con biết tội rồi, tất cả là đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ cho con đi ạ. À, con nguyện chết thay cho ông ấy. Bà có vẻ rất chấn động, vừa khóc vừa kể một hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không vui. Ai ngờ người phụ nữ này lại có tính tỉnh giác cao, mới nói một chút là thông suốt. Lời lẽ của bà thật thà chất phác, mà tình cảm phu thê của họ cũng thật đáng quý. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe hòa thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động. Ngài nói giọng hơi run: sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về, phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau, cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng. Vì chồng con sát hại gà nhiều, nên phải tụng 49 biến để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là chồng con phải siêng tụng kinh Địa Tạng. Ông ta còn tội trộm giết con gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đó. Và hòa thượng hỏi tiếp: có phải là sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu không? Bà Chương cảm nghĩ nhớ lại, khẳng định: dạ đúng, đúng rồi ạ. Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu ngót 2 ngày, nhức bưng bưng, ăn gì cũng không chịu nổi. Hòa thượng nói: con gà đó sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà, hai móng luôn bấu vào da đầu chồng bà, có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ông. Như vậy làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con
phải vì nó tụng bảy bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới thành là một con phượng hoàng. Bà Chương nói: Dạ thưa sư phụ, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao ạ? Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng thì có thể thỉnh tăng nhân tụng, nhưng không tốt bằng chính mình tự tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ, nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn, tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu dùng miệng ăn đồ mặn hôi tanh tụng kinh, thì chẳng thể có chư thiên nhân, quỷ thần nào đến nghe kinh, chúng sinh sẽ không được lợi ích, mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Vậy thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết, nếu như không siêu được, thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con. Hòa thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Chương lại hỏi: Dạ, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào, tụng kinh như vậy có kịp không ạ? Chồng con, nếu chẳng giết vô số gà như vậy, thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh của chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối, trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại. Bà Chương vào bệnh viện thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết ông mới vừa nôn ra ống nhổ hơn 2 chén rưỡi đàm mũ, hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ lần đầu ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời hòa thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà vừa mừng vừa sợ. Hôm sau cả hai quyết định xuất viện về nhà. Họ nói với bệnh viện, dù sao thì chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi. Hai vợ chồng làm y theo lời hòa thượng dạy. Không bao lâu, cái ông Chương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn. Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn vây quanh hỏi thăm. Sau đó, một cơn mưa lớn trút xuống làm dột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ chỗ rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc, suýt xoa mãi không thôi. Ở Quảng Đông, có một cô gái, cha mẹ sớm đã quy y thờ Phật, nhưng bản thân cô thì không tin. Lần nọ, khi tôi và các bạn đến đó luận đạo, cô ở cạnh bên, chăm chú lắng nghe và hiểu rõ đạo lý, lập tức nhận ra mình đã tạo nhiều tội, liền xin tâm sám hối. Cô nhắm mắt nghẹn ngào, lại ăn năn rơi đầm đìa. Trong phút chốc, mặt cô bỗng đổi sắc, tươi hồng như hoa đào, cười vui rạng rỡ. Liên tục suốt 10 phút, cô vẫn còn ở trong tư thế nhắm mắt trầm tư, giống như đang nhập định vậy. Khi đó tôi biết cha mẹ cô và đại chúng do không hiểu nên đang khởi niềm lo lắng. Vì vậy tôi bèn tiến đến gần, búng vào vành tai cô 3 cái, nhưng vẫn chưa thể lay cô xuất định. Tôi phải vỗ nhẹ lưng cô 3 cái mới thỉnh cô xuất định được. Khi cô mở mắt ra thì liền bày tỏ ý muốn, muốn làm lễ bái sư. Tôi nói, vừa rồi giúp cô
chính là ngài Tuyên Hóa. Vì vậy cô nên bái ngài làm sư. Hằng ngày thấy thời gian nào tiện thì cô lễ bái trước hình ngài Tuyên Hóa. Lại bao nhiêu là do cô tự định. Hễ lại đủ một vàng thì trở thành đệ tử ngài. Pháp danh cô là Quả Thính. Sư phụ hy vọng tương lai cô sẽ hoằng pháp lợi sinh, tỏa hương bát nhã, trí tuệ, lưu truyền lâu dài. Cô rất cảm động nói với mọi người: vừa rồi trong lúc tôi hối hận, mắt tuôn tràn lệ, thì bỗng thấy Phật hiện ngay trước mắt, dung nhan tôn nghiêm không thể tả, làm tôi chấn động cả thân tâm, đồng thời phát sinh niềm hỷ lạc vô bờ bến. Cô kể lúc đó không muốn xa lìa hay ra khỏi niềm kinh an này. Cô không ngờ con người ta có thể đạt được hạnh phúc như vậy. Cô đã thực sự tin Phật Pháp. Kể từ hôm đó trở đi, cô dứt tuyệt đồ mặn, nguyện ăn chay trường, bước vào con đường học Phật, trì giới nghiêm cẩn. Mấy ngày sau, cô gọi điện cho tôi kể rằng, tối đó lúc cô ngồi thiền, bỗng khởi thắc mắc, không hiểu vì sao mẹ và các cậu mình đều mắc bệnh gan. Lập tức cô nhìn thấy cảnh, các cậu mình hồi trẻ đang giết một con chó to lớn, toàn thân màu đen, chỉ có bốn chân trắng. Tiếp theo, cô lại thấy cảnh cả nhà nấu thịt con chó ăn. Lúc đó, hình dáng mẹ cô trông chỉ độ mười mấy tuổi. Sáng ra, cô hỏi thăm mẹ thì quả đúng như vậy. Mẹ cô kể hồi nhỏ, bà thường chơi đùa cùng con chó này. Khi nó bị giết, bà đã khóc hết mấy ngày. Nhưng khi thịt nó thì bà vẫn ăn. Cô bảo, mẹ phải vì con chó đó tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho nó thì bệnh gan mới lành. Tôi thật mừng cho Quả Thính. Cô vừa bắt đầu tu học, đã có thể dùng Phật Pháp làm lợi ích cho người. Tôi kể câu chuyện này ra, chia sẻ, mong độc giả sinh khởi lòng tin, phát tâm quy y Tam Bảo, chịu khó nghe kinh hiểu lý, tịnh tâm tu hành, để được lợi ích mỹ mãn. Sám văn. Tại phía đông nam thành Dương Xá, có một hầm xí to. Bao nhiêu phân giải ô uế đều xả vào hố ấy, xong mùi thúi đến có thể lại gần. Còn có một con giòi to lớn trong hầm, thân dài mấy trượng. Hàng ngàn người đến xem. Ngài A Nan thấy vậy về bạch Phật. Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ xem. Phật kể, sau khi Phật duy về nhập Niết Bàn rồi, thì có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỷ, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thết đãi, không tiếc món gì. Sau đó, có 500 người buôn ngọc ghé vào chùa. Thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn nên rất ngưỡng mộ, đồng nghĩ. Đây là cơ hội tạo phước điện khó gặp, chúng ta nên cúng dường. Thế là mỗi người cúng một viên ngọc, tổng cộng được 500 viên. Đem gửi chủ chùa nhờ chuyển giùm. Chủ chùa liền sinh tâm tham, muốn đoạt lấy lập của riêng, không chịu giao phát. Khi các thầy tỳ kheo hỏi, ngọc châu của lấy buôn cúng cho chúng tôi, xin ông giao ra. Chủ chùa bèn đáp, ngọc ấy là họ cúng ta, nếu các người muốn chiếm lấy thì ta chỉ có phẫn dơ ban cho thôi. Còn nữa, nếu bây giờ mà các người không cúng xéo cho lẹ thì ta sẽ chặt tay chân các người, quăng vào hầm phẫn. Chư tăng nghĩ tội nghiệp ông này ngu si nên im lặng bỏ đi. Vì tội ác ấy mà đời nay chủ chùa kia phải đọa làm con giòi khổng lồ sống trong hầm phân này. Sao còn phải vào địa ngục chịu vô lượng khổ? Giải thích, thiện hay ác đều có quả báo. Ngay cả tà niệm vừa khởi thôi cũng có báo. Huống chi trụ trì này còn thốt lời ác ngông cuồng. Đã đối bậy như thế mà không biết lỗi sám hối sửa sai, nên sau khi chết rồi, lời ác rủa người lại trổ ngay trên thân mình. Sẵn đây tôi xin kể một câu chuyện. Bệnh này do đâu? Có một nữ sĩ tại đạo tràng bên Mỹ, tuổi hơn 40, bỗng bị bệnh mắt, chẳng bao lâu thì mù. Cô hỏi Quả Lâm nguyên nhân là do đâu? Quả Lâm hỏi, cô hay ăn mắt dê, bò, cá, gà, vịt, nghĩa là rất ưa ăn mắt loài vật, có phải vậy không? Đúng thế, vì ba tôi nói thì lực con quá kém,
cần phải ăn nhiều mắt loại vật. Quả Lâm lại hỏi, lúc cô tức giận gây cãi cùng chồng, có phải thường hay nói tôi đúng là mắt mù nên mới lấy loài người như anh? Cô nghe vậy cười nức mắt bảo, lúc đó tại tôi giận quá nên mới nói như thế, chứ chẳng phải là thật lòng. Chỉ nói như vậy mà cũng bị báo ứng hay sao? Lời nói dù thốt ra tùy tiện cũng phát xuất từ tâm mà, hơn nữa nội dung chứa đầy ác ý xúc phạm, gây tổn thương người. Mỗi lần cãi nhau xong, dù làm lành rồi, có phải cô vẫn chưa từng hướng về chồng xin lỗi hoặc thú nhận mình sai bằng mấy câu tạ lỗi như em thật không đúng, xin anh tha thứ? Cô gật đầu. Quả Lâm nói, nếu như do cô tức giận mà nói bậy rồi sau đó biết ăn năn sám lỗi thì tội này không đến nỗi nặng nề như thế, và có lẽ không đến mức giờ đây phải bị mất ánh sáng. Cô hỏi, vậy mắt tôi còn có thể hồi phục chăng? Điều này phải xem cô có thật sự chân thành sám hối hay chăng. Chẳng phải cô vẫn còn ăn thịt chúng sinh hay sao? Cô nói, nhưng tôi ăn tam tịnh nhục mà. Quả Lâm bảo, đây chỉ là phương tiện, Phật tạm quá độ người sơ cơ, chưa thể ngay trong một lần giết trừ ăn mặn được. Nhưng thực tế thì ăn thịt chính là sát sinh. Cái quan niệm ăn gì bổ nấy chính là tà thuyết cực kỳ sai lầm. Nếu muốn mắt sáng lại, cần phải dứt tuyệt đồ mặn, bao gồm cả trứng, và nguyện ăn chay trường. Nếu cô hiểu được loài vật bị giết ăn đau đớn thống khổ thế nào, thì phải lo mà phóng sinh cho nhiều vào. Tụng kinh niệm Phật không phải để cầu mạnh khỏe cho mình, bởi vì bị mù là quả báo tội lỗi của cô. Phải vì những chúng sinh cô ăn giết mà niệm Phật, tụng kinh giúp chúng lìa khổ được vui. Nếu chúng được cầu siêu, mở lòng tha thứ cho cô và chuyển sinh vào thiện đạo rồi, thì tự nhiên thì lực cô sẽ phục hồi. Nhãn căn cô vốn không bị hư, chỉ là do nghiệp lực ngăn che thì lực mà thôi. Cô vui mừng tiếp thọ. Bất kể bạn tin Phật hay không, dù là người xuất gia hay thế tục, thì nhân quả báo ứng không sai mảy may, như bóng theo hình. Cho nên chúng ta thờ Phật không những miệng thường niệm Phật, mà cần phải chú trọng đến tâm ý. Nghĩa là trong tâm lúc nào cũng phải có Phật, vậy mới là quản tâm giỏi, không để nó chạy bậy. Mỗi một niệm trong tâm đều phải tương ưng cùng tri kiến Phật, vì chữ Phật là giác ngộ. Phật dạy thế nào hãy làm theo thế ấy, bởi minh lý không nên làm sai. Nhưng ngoài những lúc niệm Phật ra, vẫn phải luôn tu, nghĩa là mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ tâm, chẳng khởi tà niệm. Mà chẳng giấy tà niệm tức là Phật niệm. Minh bạch đạo lý này rồi thì tinh tấn trì giới tu hành, niệm niệm giác ngộ, ngôn hành đúng pháp, tức là khai ngộ. Khai ngộ không phải khai mở thiên nhãn thiên nhĩ, mà chỉ là khởi đầu từ chẳng tin Phật thành tin Phật. Đây là tầng khai ngộ đầu tiên. Tiếp theo bắt đầu phát nguyện giữ giới, đó là tầng khai ngộ thứ hai. Tiến đến chịu tu lục độ vạn hạnh là tầng khai ngộ thứ ba. Cho tới chứng sơ quả, nhị quả, tứ quả, thậm chí đạt nhất địa, thập địa Bồ Tát, cho đến thành Phật, tính ra có vô số tầng khai ngộ. Ác do tâm khởi, thiện từ tâm sinh. Nếu không khiến tâm dừng ác hướng thiện, không nhiếp phục được tâm, thì dù có tu pháp gì, có bái ai làm thầy, cũng không ra khỏi tam giới. Sám văn. Ngài Mục Liên thấy một kẻ có cái lưỡi rất to dài bị đóng đinh, bị lửa đốt cháy hừng hực, chịu khổ suốt ngày đêm. Bèn hỏi Phật, y tội gì mà chịu khổ như vậy? Phật đáp, người này xưa kia là chủ chùa, đối với các thầy tỳ kheo, dù là thường trú hay khách, ông đều mắng nhiếc xua đuổi, không cho ăn uống, không chia đồ cúng dường bình đẳng. Vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích, tính chúng cúng chùa bất kỳ vật gì đều là cúng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Dù là tăng thường trú hay khách đến thì vẫn là tu sĩ, đều có quyền thọ dụng của cúng dường. Nếu xử tệ sẽ bị quả báo đáng sợ. Sám văn. Có một con cá lớn có trăm đầu bị sa vào lưới. Thế Tôn thấy vậy bèn dập định từ tâm tam muội gọi con cá kia. Cá liền ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi cá, mẹ ngươi ở đâu?
Mẹ tôi làm con dòi trong nhà xí. Phật bảo các tỳ kheo: lúc Phật Ca Diếp ra đời, con cá lớn này làm gì tam tạng? Tỳ kheo do ác khẩu nên bị ngọc châu của Lấy Buông cúng cho chúng tôi xin ông giao ra. Chú chùa bèn đáp: ngọc ấy là họ cúng ta, nếu các người muốn chiếm lấy thì ta chỉ có phẫn dơ ban cho thôi. Còn nữa, nếu bây giờ mà các người không cúng xéo cho lẹ thì ta sẽ chặt tay chân các người quăng vào hầm phẫn. Chư tăng nghĩ tội nghiệp ông này ngu si nên im lặng bỏ đi. Vì tội ác ấy mà đời nay chủ chùa kia phải đọa làm con dòi khổng lồ sống trong hầm phân này, sao còn phải vào địa ngục chịu vô lượng khổ. Giải thích: thiện hay ác đều có quả báo, ngay cả tà niệm vừa khởi thôi cũng có báo, huống chi trụ trì này còn thốt lời ác ngông cuồng. Đã đối bậy như thế mà không biết lỗi sám hối sửa sai, nên sau khi chết rồi, lời ác rủa người lại